Vâng, hello, em xin chào toàn thể anh chị em bà con cô bác nha. Em ô tô Nguyễn Thị Bến Tre thì chiều hôm nay shop lại về thêm hai em xe tải nè anh chị. Xe tải thì hiện tại bên mình thì còn được 3 xe đó, với hai em xe này. Thì mình mới vừa cho về thôi, giờ mình quay lên cho anh chị mình nhìn và anh em mình thấy thích em nào thì chốt lại em đó với em nha. Thì trước mặt đây là em Thaco đời 2015 đăng ký 2016, xe biển số Bến Tre ngay chủ, ghế nỉ, xe hơi xấu và anh em dọn khoảng 5 triệu là dọn, nghĩa là mình dọn đồng sơn, mình dọn thêm cái tấm bạc tre ở trên nữa đó. Thì rồi mình đi rửa vệ sinh hầm máy, rửa máy hay nhớt thì em khoảng 5 triệu là mình làm tất cả, làm đồng làm sơn luôn nha anh chị nha. Thì em xin phép em quay trước con xe này đi. Xe này là xe Hyundai máy dầu đời 2000, mẫu là mẫu 2002 nhưng mà xe này đăng ký và lăn bánh là năm 2008 luôn nha anh chị. Nhưng mà cái mẫu là mẫu 2002. Thì xe này còn rất là đẹp nha anh chị, nút sơn si là đẹp cực kỳ nha. Đó, khối lượng bản thân là 2 tấn. Khối lượng để mà chở hàng là 850 kg, nhưng mà cái thùng này nếu mà anh em mà chở gian dối anh em chở thể được 3 tấn vẫn được ha. Cái thùng nó quá bự đi. Thì mình có thể mở cửa phía sau nè và mở cửa hông nè. Thì xe này có cái hệ thống trên, nó có thùng lạnh ở trên nữa. Nó có máy lạnh zin của nó luôn anh chị. Thì hiện tại thì máy lạnh thì như nó hết ga rồi, nó còn gió thôi, lạnh thì lạnh hơi hơi à, chứ lạnh không có lạnh dữ. Thì hai bánh sau là bánh đôi đó, phía sau là hai bánh đôi, ở đằng trước là một bánh đơn. Thì hiện tại xe này là trên mình nó là 6 cái vỏ, thì 6 cái vỏ còn rất là mới luôn anh chị à. Đó, vỏ cực kỳ đẹp mà mới, gầm bệ xe này khỏi chê, gầm quá đẹp, gầm cực kỳ chuẩn luôn đó. Gầm nó hay nói là xe này là gầm cứng khừ, cái bình thì quá trời bự. Bình Đồng Nai xịn luôn nè anh chị đó. Bình này bình Đồng Nai xịn, gầm bể rất là đẹp hết chị ha. Đó. Máy à, máy dầu êm lắm. Để em đi vào cái phần cái thùng này cho anh em mình xem ha. Cái này không biết mở sao đây. Em thì em không có gành về xe tải ha, mình mua thấy rẻ mình mua thôi. Đó, cái thùng xe này thì quá đẹp, thùng rất là mới à, cực kỳ mới luôn. Đó. Để em lấy nét đó, ra nó mất nét rồi. Ok đó, đẹp không? Mở cửa không? Mở cửa phía sau đó, mình muốn mở đâu mình mở, hay cho mở cửa luôn đó là đã. Em thì không có gầm cái này đây, thầy đúng rồi, đúng rồi đó. Ok, bánh vỏ còn mới xinh nè. Biển số thành phố 57L 4001, 5 nốt ha. Đó, em đi vòng quanh ngoài nè. Thôi cô thì nó không đẹp bằng, xe này hiện đẹp hơn nhiều. 4 cái vỏ phía sau là rất là mới luôn, là gì cui luôn, quá dày. Gầm bể thì đẹp hả anh chị ha, thùng dầu đó, thùng dầu rất là mới, sườn à, sườn cứng thường anh chị ha. Đó, xe này chưa thấy vết mục, có vết mục là em anh em đến đây xem xe em tặng tiền cho anh em về ha. Xe này có cái chỗ ngủ nữa, đã ghê luôn, ghế là 3 người ngồi đó, có chỗ nằm ngủ luôn đó. Kính là kính bấm đó, ghê chưa, kính là kính bấm, có trợ lực nè, có kính bấm luôn nè anh chị. Có dàn nghe nhạc luôn, có thùng nghe nhạc tôi đến anh chị, có nguyên cái máy nghe nhạc luôn, nghe nhạc đầy đủ nha anh chị, nghe nhạc được bình thường luôn nha. Trần ở tên là nỉ xin luôn đó, em bán 82 triệu, mua rẻ bán rẻ, không có ở đâu bán con xe này 82 triệu hết, em cam kết với anh chị luôn. Xe Hyundai nè, thứ nhất là xe Hyundai nè, thứ hai là xe máy dầu nè, thứ ba là xăng đang lên giá, dầu cũng lên giá, mà mua máy dầu rất hợp lý đúng không? Thì đó là hai yếu tố là máy dầu, thứ hai là xe Hyundai, thứ ba là đời cũng còn khá là cao mà giá thì cực kỳ rẻ. Thì xe nó rất là to và form dáng nó đẹp mà, đèn bọng bánh xe rồi đều chuẩn hết rồi. Em bán chỉ 82 triệu thôi, đăng kiểm thì còn lâu. Đấy. Đây tháng 6 anh chị ha. Tháng 6 ngày 2022. Cái kính này nó có bị nứt nhẹ đường ngay đây nè anh chị, tí xíu ngay đây nè. Đó, anh em nào muốn thay cái kính này thì anh em thay là hay kính mới nhiều cũng 2 triệu bạc á. Nhưng mà để vậy đi đâu có gì đâu mà thay anh chi, nó còn tí xíu à. Em quay xe là có sao, quay vậy không có nó dốc nó láo anh chị ha. Đó, cặp đèn thì rất là đẹp rồi, sáng là hả. Đó. Xe này thì anh em về phải anh em thấy chịu khó anh em rửa lấy dọn lại. Đó, xe này thì nếu mà bán thì xe này bán tầm khoảng 7 mấy triệu ha, về cho anh em dọn. Mà nếu mà xe này mà nếu mà đẹp đời mà đời 2015 như thế này nha, đăng ký 2016 á, xe này mà nếu mà đẹp thì xe này chắc nó tầm khoảng 90 cho đến 100. Xe này thì xấu, em bán giá rẻ, em bán 7 mấy triệu thôi. Anh em nào thấy thích thì cứ liên hệ cho em ha. Chỉ 7 mấy triệu à. Thaco 2015 đăng ký 2016, xe hơi xấu. Về tút sơn dọn lại, xấu ở chỗ nào thì quay nè anh chị nè. Xấu nè ha. Đó.
gầm bệ nó không được đẹp, với keo chỉ nó thì một bên kia có keo chỉ còn bên này thì nó bị mất keo chỉ rồi, cho nên em bán rẻ ha. Đó chỉ vậy thôi, còn xe này thì nó quá đẹp, xe của Hyundai em nhìn nó liền nè, những cái đường gân, những cái chi tiết, những cái nét xe nó rất là liền. Đó kính nè, kính Hyundai xịn luôn nè anh chị, tiếng Hàn Quốc luôn nè. Giờ bị khan tiếng cho nên nhiều khi mình nói chuyện cái giọng nó không hay, nó không được mạch lạc lắm, anh chị em mình thông cảm bỏ qua cho em nha. Đó, thì khi mà anh em xem clip anh em thấy thích thì anh em cứ vui lòng bấm nút đăng ký nhằm anh bấm nút like và nút chia sẻ để cho em bán rẻ được xe ha. Và anh em nào chưa đăng ký thì vui lòng bấm đăng ký lại để anh em cập nhật được nhiều video từ bên em ha, để tránh những trường hợp mà khi xe bán rồi anh em thì mới xem được video. Đó, mình đăng ký để mình xem được video đầu tiên. Rồi bây giờ em không nói lẹ, không nói lòng vòng, không nói lâu. Đấy, em vô thẳng vấn đề, em lên xe, em nổ máy cho anh em mình nghe tiếng máy xe này luôn nè. Cái máy thì cực kỳ êm nha, máy quá êm luôn, dầu thì hơn nửa bình dầu đó, máy quá êm, xài đầu đĩa hát nhạc được luôn nè anh chị ha. Đó, cái đầu đĩa hát nhạc nè, khi tắt đầu đĩa là bật lúc này là tắt nè, bật ra là xài được bình thường nè. Đó, nè, gắn dịch bi vô nghe nhạc thôi, dàn lo cực kỳ lớn. Đây là nút máy lạnh nè, nhưng mà hiện tại thì em thấy cái gió mà nó lạnh không được nhiều, nó hơi hơi à. Đó, đèn đuốc thì xe này rất là sáng rồi. Để em quay cái đèn. Ui dồi ôi, dàn đèn đã ghê chưa, sáng quá trời sáng luôn, đèn nhan, đèn bên hông luôn, đẹp không? Đó, để em lấy nét lại cho. Đó, cặp đèn cực kỳ sáng luôn nha anh chị ha, form dáng nhìn đẹp ghê chưa, giá bán có 82 triệu ở đâu đâu nữa mà bán mà rẻ vậy, quá ư là ok rồi. Kính bấm nè anh chị, kính bấm tè te luôn. Tính ra xe này đời 2002 đăng ký 2008 mà nó vậy là quá dữ chứ. Kính bấm cực kỳ nhẹ luôn nha anh chị, nhẹ hơn mấy chiếc xe du lịch em chạy nữa. À, nhẹ tăng à. Đó, ở trên là nỉ zin luôn nè anh chị. Không biết nói cái này có đèn chạy được không, là không biết cháy không đây. Ở cháy luôn mới ghê chứ. Quá dữ, 8 mấy triệu mà vậy quá dữ rồi, nó có chỗ ngủ nữa. Đôi khi mình quay chiếc xe mà thấy mắc cười luôn anh chị. Thấy nhìn nó tíu tíu sao nha. Có mấy chục triệu mà nó có chỗ ngủ nữa, có mấy quạt mini đây nữa nè anh chị. Có mấy quạt mini ở đây nữa nè. Dàn ghế bật trước bật lên bật xuống nữa nè anh chị ha. Vô đây là nguyên cái chỗ để anh em mình ngủ luôn, nguyên cái ghế nệm luôn. Có mấy quạt nữa nè anh chị. Mấy quạt này biết xài sao đây, có công tắc nè. Bật biết sao hồi điện giật thấy bà nữa. Đẹp ha. Có công tắc nè, công tắc này xì dây. Thì cái dây này nó sẽ nó dài lên đây, tìm cái chỗ để mình bật ha. Nói chung là xài được, mấy quạt xài được bình thường á, nhưng mà không biết lúc nào thôi. Điện đèn còi xi nhan thì đầy đủ ha anh chị ha. Đó, kèn. Đó, kèn thì quá lớn. Này, cái này em phải bật, có tại có người mẫu hả, bật hơi khó đó. Cái ghế nè, ba chỗ ngồi nha. Xe này thì em thấy nó còn khá là đẹp ha, thùng bọng bự nè, rất là đẹp. Dấu điện đó nè anh chị, dấu điện còn đầy đủ luôn nè, chứng tỏ xe mình riêng, nó không bị gắn đụng ha, va chạm. Cái máy thì cực kỳ êm, cái tiếng sèn sèn á là nó bị cái con ốc bô hay gì nó lỏng á nha anh chị, chứ cái máy này êm lắm nha đó. Máy cực kỳ êm luôn. Cái này em chưa biết cái cách mở cái này lên để coi cái máy mở làm sao nữa nè. Để em tí xíu em dò em mò, em mua xe mà bữa giờ mua thì chỉ là mua qua tin tưởng thôi, chứ mình không có biết cái về xe này nó mở làm sao nữa. Nó đâu đây nó có đồ mở nè, và không biết mở lúc nào. Thì để tí xíu em mò thử làm sao. Thì hiện tại thì cái máy này em bán, em bao với anh em luôn, máy cực kỳ êm ha. Gầm bệ nó đẹp rồi. Đang nổ máy kìa ha. Đang nổ trong á. Máy dầu êm cực kỳ luôn. Máy dầu mà nghe tiếng cái xe máy dầu này nó nhỏ hơn cái tiếng Ford Everest em nữa. Anh em đến đây mua chiếc xe này, em cho anh em thử chiếc xe này với chiếc xe Ford Everest với chiếc Isuzu em. Hai chiếc xe kia là hai chiếc xe 7 chỗ, nhưng mà chiếc xe này là chiếc xe tải. Em cho anh em đề thử hai chiếc xe, anh em so sánh thử. Cái chiếc xe này cái máy nhỏ hơn chiếc xe 7 chỗ em, em cam kết luôn. Đấy. Nhiều khi mình quay mà mình thấy mình giật mình luôn nha. Máy êm đã gì đâu á, trời lực nghe hiều à. Tại bây giờ trời tối rồi, xe thì đông quá, em chưa có sắp xe vào thì cho nên là anh em không cảm, em không có quay clip chạy thử. Nhưng mà cái chiếc xe này cái máy là quốc rất là êm, cam kết anh em chạy cực kỳ đã luôn. Giá tiền nó rẻ 82 triệu à. Còn chiếc xe này thì nếu mà anh em lấy như thế này em bán cho anh em 7 mấy triệu ha. Đó,
ghế nỉ hơi bị gách nè, nó không được đẹp thôi, nó hơi xấu thôi. Về anh em chịu khó anh em dọn rửa lại, thùng ở trong hơi mục tí đó. Thì đó, mình thì mình quay chi tiết hết rồi, anh em mình thấy thích con nào thì cứ nhắc máy lên liên hệ cho Thịnh mình ha. Thì sẽ có một cái giá cực kỳ hợp lý đó. Em là Thịnh Bến Tre, hỗ trợ giao lưu mua bán trao đổi tất cả các loại xe với anh chị em mình luôn. Xin kết thúc video, chúc anh em mình khi xem clip nè được nhiều sức khỏe nè, làm ăn phát tài nha.